Trận Argentina vs Mexico, cơ hội cho Messi tỏa sáng. 2:00 phút ngày 27 tháng 11, tuyển Argentina sẽ gặp Mexico trong khuôn khổ bảng C World Cup 2022. Hãy cùng dự đoán, phân tích trận đấu này cùng các chuyên gia bóng đá hàng đầu sau dạo quanh các tờ báo thể thao châu Âu. Phân tích, nhận định trận Argentina vs Mexico. Tại Qatar lần này, Argentina là đội bóng hạt giống số 1 và cũng là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị đầu bảng C. Nhưng với trận thua lịch sử 1-2 trước Saudi Arabia, Argentina đang đứng bét bảng sau trận thua. Thực ra ở trong hiệp 1 của trận đấu với Saudi Arabia, các học trò của huấn luyện viên Scaloni chơi không hề tệ vì sau bàn thắng vô số cơ hội bị từ chối bởi bẫy việt vị của đối thủ. Có 45 phút đầu, các cầu thủ Argentina thi đấu nhàn nhã và quá dễ dàng nên họ đã chủ quan trong hiệp 2. Messi và các đồng đội phải trả giá khi đối thủ Saudi Arabia vùng lên mạnh mẽ. Trong lịch sử hai đội đã gặp nhau nhiều lần, chủ yếu là ở các trận đấu giao hữu và Argentina vẫn là đội chiếm ưu thế với 4 trận thắng, 1 trận hòa sau 5 trận gần đây. Đáng nói là ở 3 lần gần nhất Mexico đều thua trắng khi không thể ghi được dù chỉ một bàn thắng. Vì thế, kèo Argentina vs Mexico trở nên hấp dẫn hơn so với dự kiến. Mexico còn may mắn. Về phía Mexico, ở trận đầu tiên họ chạm trán với đại diện của châu Âu là Ba Lan. Huấn luyện viên Martino là người mang quốc tịch Argentina, chuộng lối đá cống hiến, nên các cầu thủ Mexico hơn đối thủ về các chỉ số như cầm bóng, số lần dứt điểm nhưng cơ hội thật sự rõ ràng là không có. Mexico khá may mắn có được một điểm sau khi Lewandowski thực hiện không thành công quả phạt đền. Hàng công của ông Martino vẫn thế, vòng loại khu vực CONCACAF, Mexico cũng không thể giành chiến thắng nào sau 4 lần đối đầu với các đội bóng mạnh ở khu vực là Mỹ và Canada, chỉ có được 2 bàn thắng. Hai đội đều thích chơi tấn công và hơn ai hết, Messi sẽ có cơ hội dìu dắt các đồng đội trên hàng công để có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2022. Thông tin soi kèo Argentina vs Mexico. Thống kê 10 trận gần nhất của Mexico. Lịch sử đối đầu Argentina vs Mexico. Thông tin lực lượng. Argentina, đầy đủ đội hình. Mexico, có đủ 26 cầu thủ. Raúl Jiménez đã vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Ba Lan. Đội hình dự kiến Argentina vs Mexico. Dự đoán tỷ số Argentina 3-1 Mexico.